đâu chị? Ôi, phải lo kìa. Ờ, không biết cả. Xích đâu, xích đâu, cái này. Đang một đau. Không muốn không nổi quá. Ờ, mà tên tâm hả? Hết rồi, ngựa hết chiêu hết rồi. Bằng mấy cái kêu, mấy cái kêu, mấy cái kêu. Mấy cái kêu, mấy cái kêu. Mấy cái kêu. Mấy cái kêu, tăng la nháy. Kẻ đất đi, kẻ đất đi, kêu đi. Mấy cái đất không nổi rồi. Mọi người thấy thì mình đang đi gọi là đi bộ, hay gọi cái khác là đang đi chăn trâu ấy, mọi người. Đấy, đi chăn trâu ấy, mấy thằng ngốc này này ở nhà quậy lắm, chuyên môn bắn Free Fire các kiểu này, giang hồ mõm các kiểu trong xóm, dẫn đi cho nó bớt ở nhà đi. Nên thế thì mình mang cái tai nghe đi chơi cho nó chill chill, đi bộ. Chính ra là anh em vừa nghe nhạc vừa đi bộ đã chill nhá. Thì đi bộ thì anh em mua mình cái chiếc tai nghe này đang giá rẻ để 170 thôi. Các bạn bây giờ hàng nha, đi chơi đi thể dục buổi tối này, mình đang đi thể dục tối này. Đấy, các bạn đi thể dục buổi tối này, đi xe đạp. Ok nha, anh em một bên tai đi xe đạp thì anh em một bên tai thôi. Đấy. Còn đi bộ anh em mình cứ đeo hai tai vào đấy. Biết ok. Đấy. Đây mình đang bật nhạc chiêu chiêu đây. Để mà nói con này so với mấy con tai nghe giá 50k, 90k thì được mỗi cái pin trâu này, nghe êm này, bát cũng rất là ổn này. Còn nếu anh em nào muốn quan tâm sản phẩm thì mình để link sản phẩm ở dưới góc màn hình nha.
bay cuối trời đều dạt nơi đâu. Phúc hát đi sâu như cuộc đời em, không danh không phận lần gần em ơi. Bao đêm nghĩ tới nước mắt ngay rơi, mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi
ra. Thank you.
Quack.